Vui quá mà bạn. Dính rồi các bạn. Lậm nha. Rồi, hồi xin chào tất cả các bạn nha. Thì như lời hứa thì mình nói là mình sẽ thuần lại cái con mồi sấy bụi tre mình nè các bạn. Để cho nó hết bữa rồi mình sẽ lên clip cho các bạn xem. Thì hôm qua mình có đi quýnh quất các bạn, nhưng mà mình đi mình làm biếng mình xách có một con trống này. Thì hôm qua mình cũng có đem con trống đi bắt được một con trống các bạn, rồi cuối cùng mình cũng thả. Cái clip đấy mình cũng chưa có đăng lên kịp nha các bạn. Thì hôm nay mình quyết định là mình xách cái con mồi mồi sấy bụi tre nè các bạn, với lại con trống nha. Đó. Thì mình đi tìm hồ xóm giờ cũng lâu lắm bạn, còn hơn cả tiếng rồi đó mà không có nghe con gì hết. Lúc nãy mình đứng ở bên kia sông các bạn. Bên đó đó, ngay bụi trúc đó các bạn, mình mở máy. Mở lâu lắm. Nói chung là mở phải 15 phút luôn các bạn. Thì mình thấy cái bên này sông nó có một con nó đi. Nó đi lướng thướng luôn các bạn, không kêu tiếng nào luôn nha. Mình không biết trống hay mái, nhưng mình thấy nó cũng to to con, mình nghĩ là con trống các bạn. Nhiều lúc là con mái đi ấp á, con trống đi ăn các bạn. Nên nó không kêu tiếng nào hết nha. Thì mình mới chạy quật ngược từ bên đó qua các bạn. Nè. Nãy mình tính mình mở cho nó qua bên bụi đó, mình đánh nó mà nó không qua các bạn. Nó không kêu, nó không qua. Nên mình phải đánh một cái vòng qua bên này luôn. Bên này thì thợ nó đang xây nhà, nó làm ồn lắm bạn. Nên mình cũng quyết định mình qua bên này mình quýnh luôn nha. Không biết là trống hay mái mà mình nghi nó là trống các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xách cái lập mình tiến hành mình xuống mình tìm thứ chỗ nào kín kín mình đặt thứ nha các bạn. Tại nó không kêu á, con bói nó không kêu á, thì mình phải kiếm chỗ nào kín kín. Chứ sợ nó bớ các bạn, nó bớ hoặc là nó tụt chim nó yếu á, nó khó đá. Nên mình sẽ tìm mấy chỗ nào kín kín xíu. Rồi chắc mình xuống mình đặt dưới cái bụi chuối đó các bạn. Chuối nó ngã ngã ra sông đó các bạn. Để mình tắt máy quay nha, mình chạch lỗ mình xuống mình đặt cái chỗ đó thử nha. Rồi các bạn chờ xem thứ nha. Beep, 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 beep
con trống này nó không có quất các bạn. Con trống này nó quất sơ rồi. Là nó nghe con mồi mình kêu, cái con máy nó mới quất có vài tiếng là bắt đầu vô nó đá liền các bạn. Nên khi nó bị bớ các bạn thì nó dính cái con đầu tiên á thì mình đỡ nha, từ từ mình gỡ nha, không có gấp gáp gì hết đó, mình coi thử cái thái độ nó như thế nào nha. Con trống thì mình ship lại clip mình bó đây các bạn. Đó. Giờ mình xách nó lên ở trên mình gỡ luôn nha các bạn. Rồi đó, mình xách lên bờ mình gỡ cho các bạn xem nha. Đừng có gấp gáp mà gỡ ở dưới liền nha các bạn. Tại vì mình đi liền lại cho nó hết bớ các bạn. Thì mình đỡ từ từ mình gỡ nha. Thì cái con đây mình không có quýnh trống, cho mình quýnh trống mình sợ nó bắt, con trống nó bắt các bạn. Con trống mình nó bắt con trống. Mấy con này là mình bung có một cái con mồi sấy bụi tre, mình đỡ mình test thử thôi các bạn. Chứ mình bung cái con trống ra là con trống nó hốt đầu liền. Cái con đây là cũng là cái con nó không có bớ các bạn, nên nó đá chứ cũng ác chiến lắm á, nó không kêu mà nó bang tới nó đá. Nên mình tìm một cái con mà nó thư dữ như vậy các bạn thì rất là khó. Cũng hên là hôm nay mình tìm ra một cặp các bạn, mà cái con máy nó đi ấp hay đâu mất rồi. Con này chắc còn tầm khoảng hơn 2 mùa các bạn. Chân trắng non này. Ồ, nó bị sứt một ngón nha các bạn. Chim ai nuôi sấy hay sao á, bị sứt một ngón. Thì mới đặt xuống mồi kêu mới có mấy tiếng này các bạn. Con trống mình nó kêu mới có vài tiếng là bắt đầu là cái con này nó tới là mình nghe con mồi sấy bụi tre mà nó chạch nhẹ nhẹ là thấy vô đá liền các bạn, mà không biết có đá hay sao nha. Giờ mình coi clip thì nó có đá có tàn bạo gì không nha. Chứ mấy con nó không bớ và nó đá cũng ghê lắm bạn. Mấy con mà nó không kêu á thì nó lui tới nó đá dữ lắm. Mà mình không biết, đỡ mình về mình coi lại cái clip thử sao nha. Mình đưa thưa cắn không. Trống mình thì cắn dữ, nhưng mà con máy mình là cái kiểu chạch ré với lại cục cũng ít. Nó ép quá, bên YouTube nó không cho nữa. YouTube nó khó lắm các bạn. Nhưng mà nó ép quá, bên YouTube nó không thân thiện như nhà quảng cáo á. Nó không cho. Thôi, cái clip hôm nay mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha.